Hỏi xa xưa tại núi Ba Thê. Trong một đêm mưa sấm sét dữ dội, tạo ra một tiếng nổ lớn, làm sự kiện trên đỉnh núi. Hình đào bằng đá, nên gọi là Thạch Đại Đào. Cũng trong dãy Thác Sơn, có hai anh chàng YouTuber, trong lúc tu thiền định, đã thấy được uy lực thanh đại đao này. Ai lấy được sẽ trở thành YouTuber thánh tổ. Nên hai anh chàng này quyết định tìm đến và lấy được nó. Khi đến nơi, hai anh phải quyết đấu một trận dữ dội để tranh giành thanh đại đao. Mong mọi người đón xem ai sẽ chiến thắng. Truyền thuyết là thật, nhưng câu chuyện hai anh YouTuber là nhảm. Mong quý anh chị và các bạn xem video nha. Đi lên tới đây thật sự là thấm rồi đó các bạn. Cái vách đá nó dựng đứng luôn, rất là treo leo luôn. Ở dưới thì nó dễ đi. Khi lên đây là mình đi mình sững sững luôn rồi đó. Mà hình như là lên tới đỉnh luôn rồi các bạn. Đó, bạn thấy xa xa kia có cái hòn đá nằm bên ngang. Các bạn nhìn thấy, nhìn bên ngang như một cái tượng của một chú chó ha, đang ngồi canh gác cái mỏm đó các bạn. Đó. À, các bạn ơi, sau khi mà mình đi lên trên tới cái đỉnh núi này theo lời của chú Sơ Hôm chỉ là lên Thạch Đại Đao, nhưng mà sau khi mà mình lên tới đây thì mình phát hiện thêm một điều nữa. Ở đây có hai cái ngã rẽ các bạn. Đó. Phía đằng này nè, cái đó có cái đường đó là lên Thạch Đại Đao. Còn khu vực này thì đi vào một cái hang động gọi là hang chân thiện. Thì Thạch Đại Đao chắc có lẽ là mình phải chia ra cái clip thứ hai, mình sẽ quay cho các bạn xem. Clip này thì mình sẽ đi vào khám phá cái hang chân thiện để cho mọi người cùng xem về cái dãy huyền bí này đây nha. Giờ mình sẽ đi lại sư để mình hỏi thăm về cái hang này nha các bạn. Dạ, chào thầy. Hang chân thiện rồi thầy tu ở trong hang luôn hay là thầy có cái tỉnh thất riêng ở trên đây? Đây mấy người thầy? Ở đây có hai thầy trò. Có hai thầy trò. Dạ. Cái hang này hồi xưa có chuyện gì chính thầy? Có tích gì ở hang này thầy? Ngày xưa thì có sư cô tu năm 2006. Dạ. Sư cô tới năm 2007. Dạ. 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 Cho con mạo muội con xin phép hỏi pháp danh của thầy là gì để con về con xưng hô cho nó về. Thầy là pháp danh Thiện Hạnh. Thiện Hạnh. Dạ. Thiện Hạnh. Về đây cũng lâu hết rồi. Thầy về đây năm 2017. Vậy thì cái hang này ngày xưa là có sẵn hả thầy? Ở cái hang này thì có sẵn. Tự nhiên ha. Thầy cho anh em con xin phép đi vào quay cái hang để cho mọi người ở trên mạng thấy cái hang của mình đó thầy. Dạ, rồi con cảm ơn thầy. Khu vực phía ngoài hang là có một tượng của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nè các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn tiến vào trong tham quan khu vực hang chân thiện của thầy. Một cái hòn đá rất là to luôn nè mọi người. Đó. Ở phía dưới cái đá này thì có thờ một nhà tự ông địa ngồi trên con hổ. Phía kia là những cái quyển kinh mình hả thầy? Dạ, dạ. Khi bước tới cửa hang thì mọi người thấy việc đầu tiên là có hai vị. Vị bên trái là Tiêu Diện Đại Sĩ, là nghe thầy nói là do Đức Quán Thế Âm quá thân thành để quá độ cho những vong hồn, cứu những vong hồn. Còn vị bên đây là vị hộ pháp. Bước vào trong thì mình sẽ đảnh lễ hai vị. Trước khi vào hang khám phá thì mình mời các bạn xem lại một lần nữa từ phía trên đỉnh và nhìn xuống ở khu vực đồng bằng của mình. Và bên kia là một cái ngọn đồi chân tiên các bạn. Mọi người thấy cái vùng thác sơn của mình vô cùng quyền bí và một cái vẻ đẹp nên thơ ha. Các bạn vừa bước vào cửa thì có để chữ là hang chân thiện các bạn. Hang chân thiện. Hang để quay hang cho mọi người xem. Và mình đã xin phép sư được bước vào trong để khám phá và quay cái hang cho mọi người cùng xem. Đây mình sẽ nâng sáng lên chút xíu. Trong hang thì cũng được bố trí nhiều hình Phật nữa các bạn. Sáng lên chút xíu nữa. Phía trong này là những tượng Phật và những tượng của các vị sư. Thì mình thấy có Phật A-di-đà, Phật Quan Thế Âm và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được bài trí trong khu vực hang này. Quay sơ qua bên phía khu vực bên đây để cho mọi người cùng xem. Tượng của Đức Phật A Di Đà đứng đó các bạn, Quan Thế Âm và các vị Phật khác. Thì nơi đây là một cái khu vực tu thanh tịnh của sư và mình thấy của đồng tu với sư là một chú tiểu, cũng là độ tuổi khoảng 12-13 tuổi thôi. Này cái vách đá này các bạn, đây những cái hòn đá phía trong đây. Sau khi mà đảnh lễ chư Phật ở trong hang này đó các bạn, thì giờ mình mời tất cả các bạn cùng mình đi lên phía trên. Đây thì mình thấy có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phía trên của hang động. Mời các bạn đi lên trên nha. Đó. Đầu tiên mình đi về hướng này trước nè. Thì các bạn thấy có hình của Đức Phật Di Lặc. Rồi cầm sâu chuỗi, miệng cười rất là hạnh phúc. Phía xa kia thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng đứng này là Phật A Di Đà các bạn ơi. Phật A Di Đà. Và bên đây cũng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bạn thấy một cái khung cảnh vùng núi.
rất là trang nghiêm thanh tịnh nha các bạn. Ở đây mình có xài điện năng lượng mặt trời thầy, có bình tích trữ không hay là nhiêu ampe thầy? Dạ thì nói chung là mình đây xài cũng đâu có gì đâu nhiều, khoảng 5 ampe tối xài cũng thoải mái rồi, mà đang dựng núi mình cũng ngủ sớm. Dạ chúc thầy sức khỏe nha thầy. Làm việc thầy. Dạ cảm ơn thầy. Dạ chào Phật. Chúc thầy sức khỏe con đi luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Mọi người ơi, sau khi mình khám phá cái hang chân thiện và được thầy mời dùng cà phê và ngồi đàm đạo cùng thầy thì mình nhận thấy thầy rất là thân thiện mọi người. Thì có dịp mọi người lên núi Ba Thê này ghé vào tham quan nơi tu hành của thầy và một chú tiểu đệ tử ở hang chân thiện này nha mọi người. Bây giờ clip của mình thì đến đây xin được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hy vọng các bạn sẽ cùng mình và khám phá thêm ở clip thứ hai của mình, là khám phá một cái ngọn đại đao mà được thiên nhiên, được trời đất tạo dựng bằng một cái tảng đá thôi các bạn, mà giống hình một cây đao. Rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.